Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm Tin Bóng Đá. Và ngay sau đây xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay 12 tháng 11 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Huấn luyện viên Shin Tae-yong thừa nhận Indonesia kém Việt Nam ở AFF Cup. Hoàng Anh Gia Lai gợi ý cho huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn thành chỉ tiêu. Huấn luyện viên Nam Định báo tin vui cho tuyển Việt Nam. Báo Indonesia phấn khích khi đội nhà vượt qua tuyển Việt Nam để vô địch Đông Nam Á với kỷ lục hoàn hảo sau 14 năm. Mời các bạn cùng đón nghe. Báo Indonesia phấn khích khi đội nhà vượt qua tuyển Việt Nam để vô địch Đông Nam Á với kỷ lục hoàn hảo sau 14 năm. Truyền thông Indonesia đã tỏ ra rất vui mừng khi đội tuyển Futsal của nước này đã có lần thứ hai đăng quang ở giải vô địch Futsal Đông Nam Á. Cụ thể thì như các bạn đã biết là tối ngày 10 tháng 11, đội tuyển Futsal Indonesia thắng Việt Nam 2-0 ở trận chung kết nhờ các pha lập công của Surya và Xavier. Chiến thắng này giúp cho Futsal Indonesia đoạt chức vô địch Futsal Đông Nam Á 2024 và đây là lần thứ hai đội tuyển này lên đỉnh khu vực kể từ năm 2010. Sau trận đấu, báo chí Indonesia đã tỏ ra vui mừng khi thầy trò ông Hector Soto giành chức vô địch. Tờ CNN phiên bản Indonesia cho đăng tải bài viết với dòng tít: Đội tuyển Indonesia vô địch AFF Futsal với kỷ lục hoàn hảo. Theo đó thì đội tuyển này đã giành thắng lợi ở mọi trận đấu tại giải Futsal năm nay. Tờ báo của Indonesia cũng nhấn mạnh là chiếc vô địch nói trên đã kết thúc cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 14 năm của đội tuyển Futsal Indonesia. Trong khi đó, tờ Bola của nước này viết về trận đấu như sau: Mặc dù trận đấu diễn ra căng thẳng và có đến 3 thẻ vàng mà các cầu thủ của chúng ta phải nhận, cụ thể là Eko, Ferman và Isra, nhưng tỷ số là 1-0 nghiêng về đội tuyển Indonesia được duy trì hết hiệp 1. Sang hiệp 2, chúng ta đã phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt từ đội tuyển Futsal Việt Nam. Tuy nhiên, Indonesia đã nhân đôi cách biệt thông qua pha lập công của Xavier ở những phút cuối cùng của trận đấu. Cho đến khi trận đấu kết thúc, không có thêm bàn nào được ghi, đội tuyển Futsal Indonesia giành thắng lợi 2-0 để lên ngôi vô địch. Còn tờ Sport Detik thừa nhận đội tuyển Futsal Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận đấu. Trong hiệp 2, Việt Nam đã gây sức ép rất lớn lên đội tuyển Futsal Indonesia và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Đội tuyển của chúng ta đáp trả bằng cách buộc phải phạm lỗi nhiều. Indonesia đã khá cẩn trọng trong việc phòng ngự, có đến 3 lần phạm lỗi. Ngoài ra, màn trình diễn ấn tượng của thủ thành Ahmad đã ngăn cản nỗ lực của Việt Nam. Trang Sport Detik bình luận. Các bạn thân mến, như vậy là dù đã đánh bại những đối thủ mạnh như là Thái Lan, Úc để có mặt ở trận cuối cùng, nhưng đội tuyển của chúng ta vẫn không thể có niềm vui trọn vẹn khi thua Indonesia ở chung kết. Lịch sử hiện là vẫn ngoảnh mặt với Futsal Việt Nam khi chưa một lần chúng ta lên đỉnh khu vực ở sân chơi này. Như huấn luyện viên Diego Araun đã phát biểu trước giờ bóng lăn, đội tuyển Futsal Việt Nam chịu quá nhiều thiệt thòi về thể lực lẫn quân số trước trận chung kết. Futsal Việt Nam đã chạm đến giới hạn về thể lực sau trận bán kết kiệt sức với Úc. Với việc đội trưởng Đức Hòa vắng mặt ở giai đoạn quan trọng nhất của giải đấu, ảnh hưởng đến chuyên môn tập thể. Đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tối ngày 10 tháng 11 đã phải trông chờ vào tinh thần sẽ bù đắp được thể lực so với Indonesia. Đội tuyển của ông Hector Soto mạnh mẽ hơn và mất ít thể lực hơn khi đi đến trận cuối cùng. Ông thầy người Tây Ban Nha cũng không mất cầu thủ quan trọng nào khi gặp lại đội tuyển mà mình từng làm việc. Dường như là việc quá hiểu các học trò cũ ở đội tuyển Futsal Việt Nam nên ông Hector Soto đã giúp Indonesia chơi một cách hợp lý ở trận chung kết. Họ đã chơi điềm tĩnh và không mắc sai lầm cá nhân nào, cũng như là tránh phạm lỗi không đáng có. Với đẳng cấp hàng đầu khu vực hiện nay, ông thầy người Tây Ban Nha hiểu là chỉ cần chơi đúng sức và khai thác điểm yếu về thể lực của cầu thủ Việt Nam, chiến thắng nằm chắc trong tầm tay đội bóng của ông. Họ cũng phát huy được thể chất của cầu thủ và khiến cho thủ thành Văn Tú nhiều lần phải trổ tài để cứu nguy. Tiền đạo Sumileda rất hay tỉ đè, dứt điểm và suýt có bàn thắng. Nhưng cũng phải khen ngợi tinh thần lan xả của các học trò huấn luyện viên Diego Araun. Mạnh Dũng và đồng đội đã không thể cho chân sút lợi hại nhất của Futsal Indonesia ở thời điểm này
có bàn thắng nào ở chung kết. Đoàn quân của ông Diego Raul chơi tỉnh táo ở những phút còn lại để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên thì khi mà cơ hội rõ ràng đến thì những Thịnh Phát, Minh Quang hay là Gia Hưng tất cả đều không tận dụng thành công. Đội tuyển Futsal Việt Nam, dẫu vậy là chúng ta vẫn thu về được kết quả tích cực sau ngôi Á quân của giải năm nay. Sau 12 năm, đội tuyển mới vào chung kết và lại về nhì. Đây là lần thứ 3 Futsal Việt Nam có được thành quả này sau nhiều lần dự giải. Huấn luyện viên Shin Tae-yong thừa nhận Indonesia kém Việt Nam ở AFF Cup. Các bạn thân mến, mới đây thì trong một chia sẻ với báo chí, huấn luyện viên trưởng của Indonesia, ông Shin Tae-yong không mấy tự tin khi nói về kế hoạch của đội tuyển Indonesia chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Quả thật là đội tuyển Indonesia sẽ dự AFF Cup 2024 với nhiều cầu thủ trẻ ở độ tuổi U22, do đó mà sức mạnh của đội tuyển sẽ kém hơn các nước khác. Tờ Bola Indonesia dẫn lời thuyền trưởng Shin Tae-yong. Còn nhớ trước đó thì Liên đoàn bóng đá Indonesia, như các bạn đã biết là họ đã xác nhận là đội tuyển quốc gia nước này không có đủ lực lượng mạnh nhất tại AFF Cup 2024. Nhiều cầu thủ nhập tịch của Indonesia đang thi đấu tại châu Âu. Họ không thể trở về tham dự giải Đông Nam Á, giải đấu vốn là không thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA. Các câu lạc bộ có quyền từ chối trả cầu thủ về cho đội tuyển quốc gia. Nói về mục tiêu ở AFF Cup tới, ông Shin Tae-yong bày tỏ: "Chúng tôi vẫn phải cố gắng hết khả năng và đặt mục tiêu vào chung kết của giải đấu. Khả năng của chúng tôi là như vậy và bóng đá Indonesia đang có sự phát triển. Thành thật mà đánh giá, mục tiêu vào chung kết AFF Cup là điều mà bóng đá Indonesia cần phải làm được." Sau hai trận gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ 3 của World Cup 2026, đội tuyển này sẽ tập trung một đợt mới từ cuối tháng 11 để chuẩn bị cho AFF Cup. Liên đoàn bóng đá Indonesia thông báo là gọi 33 cầu thủ, gồm rất nhiều cầu thủ ở độ tuổi U22 đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia của Indonesia. Thực tế, trong đội tuyển Indonesia hiện là đang có từ 13 đến 16 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Huấn luyện viên Shin Tae-yong nhiều khả năng có thể gọi một nửa cái tên nói trên để về dự AFF Cup. Indonesia nằm ở bảng đấu cùng với Việt Nam, Lào, Myanmar và Philippines, và Việt Nam của chúng ta đương nhiên được xem là đối thủ lớn nhất của họ tại vòng bảng. Về tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể là dùng cách chơi của Hoàng Anh Gia-lai áp dụng cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024 sắp tới đây, nhằm hoàn thành mục tiêu đã cam kết với VFF là vào chung kết. Với việc Hoàng Anh Gia-lai dưới thời ông Vũ Tiến Thành chơi một thứ bóng đá là có phần tiêu cực, hiện là đang khiến cho nhiều người yêu mến đội bóng này trong quá khứ tỏ ra là vô cùng thất vọng. Điều này cũng dễ hiểu bởi là trong khoảng 10 năm trở lại đây, Bầu Đức và Hoàng Anh Gia-lai luôn dương cao ngọn cờ đá đẹp, cống hiến, cũng như là nói không với chuyện câu giờ và bạo lực. Ở chiều ngược lại thì cũng không ít người hài lòng với việc đội bóng phố núi thay đổi lối chơi và giành được thành tích đáng nể tại V-League ở mùa này. Tới thời điểm hiện tại, chưa nói Hoàng Anh Gia-lai với lực lượng là không quá mạnh, việc chọn lối chơi tiêu cực nhằm hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng sớm cũng là điều có thể thông cảm được. Sau 5 trận đấu dưới thời ông Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam vẫn chưa mang đến cho người hâm mộ niềm vui vì chỉ giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại kèm theo, với khả năng khá nhiều âu lo trong lối chơi, con người. Tương tự thời ông Philippe Jouzier, tuyển Việt Nam nhận 11 bàn thua ở 5 trận gần đây nhất, một con số đáng lo. Vì thế mà không ngạc nhiên khi kết quả thu về là rất đáng thất vọng. Điều đáng nói là có rất nhiều bàn phải nhận đến đầu hiệp thứ 2 hoặc là những phút cuối cùng của trận đấu. Điều này có nghĩa là sự tập trung của hàng phòng ngự đội tuyển thời gian qua là vô cùng bất ổn. Mọi chuyện nhìn qua có vẻ là tốt hơn khi hàng phòng ngự của đoàn quân ông Kim Sang-sik là không thủng lưới nhiều trong trận giao hữu mới đây nhất trước Ấn Độ. Tuy nhiên thì đó mới chỉ là bề nổi, còn thực tế là vẫn chưa quá ổn dù nhiều trụ cột trở lại. Có thể nói rằng là việc đội bóng chọn lối đá phòng ngự, kể cả là tiêu cực, không có gì sai khi biết mình có gì để so với đối thủ như thế nào, nên chọn cách chơi phù hợp nhằm không thủng lưới trước khi nghĩ đến chiến thắng. Quá khứ của tuyển Việt Nam cũng từng chơi theo kiểu biết mình biết người và đã thành công rực rỡ dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Cho nên, nếu tới đây mà ông Kim Sang-sik cho đội nhà quay trở lại đá phòng ngự rình rập ở AFF Cup 2024 cũng không ngạc nhiên vì điều này. Cần phải hiểu rằng, tuyển Việt Nam vào lúc này là không còn như trước, cả về con người lẫn khát vọng. Chưa nói đến việc là các đối thủ tại AFF Cup phần lớn đều tiến lên
nên chọn cách chơi giống Hoàng Anh Gia Lai cũng không có gì là phải đáng buồn. Chiến thắng là điều mà người hâm mộ cần, còn bằng cách nào có lẽ còn không quan trọng nữa khi đội tuyển của chúng ta đã trải qua quãng thời gian dài chìm trong khủng hoảng và nỗi thất vọng. Huấn luyện viên Nam Định báo tin vui cho đội tuyển Việt Nam. Tối ngày hôm qua 11 tháng 11, câu lạc bộ Nam Định đã có chuyến hành quân đến sân Thống Nhất làm khách của thành phố Hồ Chí Minh thuộc khuôn khổ vòng 7 V-League 2024-2025. Mặc dù phải thi đấu tại sân khách, nhưng đội bóng Thành Nam đã có màn trình diễn bùng nổ khi đánh bại chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh với cách biệt 3 bàn. Với kết quả này, Nam Định vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 13 điểm sau 7 vòng, kém 1 điểm so với đội đầu bảng hiện tại là Thanh Hóa khi họ có 14 điểm, trong khi thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 11 với 6 điểm. Đáng chú ý, ba trụ cột trên hàng công của Nam Định là Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Toàn và Henterio đều không được đăng ký thi đấu ở trận này. Tiết lộ nguyên nhân tại cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Nam Định, ông Vũ Hồng Việt cho rằng Xuân Son có thể quay trở lại hoặc là chưa thể quay trở lại được. Chấn thương cổ chân của cậu ấy diễn biến hơi phức tạp. Văn Toàn đã trở lại tập luyện, hy vọng là trận sau sẽ được thi đấu. Henterio không gặp vấn đề gì vì cậu ấy nghỉ, chúng tôi toàn tính chiến thuật. Bên cạnh đó, ông Vũ Hồng Việt cũng đưa ra nhận xét về tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Cậu ấy mới trở lại sau chấn thương nên thể trạng chưa được đảm bảo tốt để có thể thi đấu nhiều. Tôi muốn cho Tuấn Anh vào sau, thời điểm mà các đồng đội đã phá sức đối phương. Lúc này cậu ấy thi đấu hiệu quả hơn. Khi có mặt trên sân, Tuấn Anh làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Có thể thấy là việc Văn Toàn và Tuấn Anh có những dấu hiệu tích cực không chỉ là tin vui với Nam Định mà còn là tin vui với tuyển Việt Nam. Đặc biệt là trong thời điểm huấn luyện viên trưởng Kim Seok-sik đang đánh giá thêm về lực lượng trước khi hoàn thiện và công bố danh sách tập trung đội tuyển vào ngày 17 tháng 11 tới. Trong tháng 11 này, đội tuyển sẽ không thi đấu giao hữu quốc tế, thay vào đó, thầy trò ông Kim Seok-sik sẽ có chuyến tập huấn dài ngày tại Hàn Quốc và thi đấu một vài trận với các câu lạc bộ ở địa phương. Sở dĩ kế hoạch này nhằm hướng đến AFF Cup, giải vô địch Đông Nam Á có tên gọi mới là ASEAN Cup sẽ diễn ra vào cuối năm, nơi mà chúng ta như đã nói ở trên là nằm ở tại bảng B cùng với Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.